Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về kiến thức của Illustrator nhé. Mình thực sự thì cũng đã làm khá là nhiều nội dung về Photoshop, nên là từ hết tuần này trở đi thì mình sẽ làm về Illustrator, và của tuần tiếp theo nữa là mình sẽ làm về InDesign để cho chúng ta có thể có cái kiến thức tổng thể về những cái công cụ này, những cái mẹo nhỏ trong cái quá trình chúng ta làm việc nhé. Thì cái nội dung video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để tạo được cái chữ 3D một cách ấn tượng theo một cái khuôn hình mà chúng ta có thể tự vẽ ra được. Ví dụ mình sẽ kể đây là một cái hình tròn, các bạn sẽ chọn cho mình một cái công cụ là Ellipse Tool, chúng ta là L, và các bạn hãy giữ Shift để chúng ta vẽ được hình tròn như thế này nhé. Mình sẽ chuyển nó dạng thành chalk đi. Sau đó là các bạn hãy chọn cho mình cái lệnh là Paint Brush Tool này, chúng ta là B. Ở đây thì các bạn hãy kẻ cho mình hai cái đường này, và mình muốn là lồng các cái chữ vào trong các cái phần ở bên trong này. Mình sẽ chia làm ba khúc đúng không? Hai cái thanh này các bạn hãy cho cái phần chop nó đậm hơn, mình sẽ cho là một. Sau đó là các bạn vào Object Expand thì nó sẽ chuyển từ chop thành dạng solid ạ. Sau đó các bạn chọn cả ba cái đối tượng này và vào cái phần Pathfinder chọn cho mình cái lệnh là Deep cuối cùng á. Nếu như bạn nào mà chưa có cái công cụ này á, thì các bạn hãy vào Windows và hãy chọn cho mình bằng cái công cụ là Pathfinder hoặc cái phím tắt là Ctrl Shift F9 các bạn nhé. Sau đó chọn cho mình vào cái lệnh này này, nháy phải Ungroup, các bạn hãy xóa cho mình những cái phần thừa bên ngoài đi. Cái phần này các bạn cũng xóa đi nhá. Mình muốn tạo một cái khoảng trắng giữa cho các cái đối tượng này, nhìn cho nó đỡ bị xít nhau á. Và mình sẽ đánh một cái dòng text nào đó đi. Ví dụ mình sẽ đánh là cái tên kênh của bên mình. Và các bạn phải lưu ý cho mình một cái điểm này thì các bạn mới làm được nhá. Ở cái chữ sáng tạo này của bên mình là phải nằm ở phía bên dưới, dưới cái đường path này thì chúng ta mới thực hiện được. Mình sẽ đổi nó thành màu đỏ và các bạn thấy là nó sẽ nằm dưới, cái đường path của chúng ta nằm trên. Ok, sau đó là các bạn vào Object này và Envelope Distort Make with Top Object, phím tắt là Ctrl Alt C. Rồi đây, và cái lệnh ở phía bên dưới này thì các bạn cũng làm tương tự, Ctrl Alt C. Mình đang chưa để cho nó nằm ở dưới, hoặc các bạn có thể dùng cái lệnh là Send to Back đây này, Ctrl Shift vào vuông bên trái, Ctrl Alt C. Cái này mình cũng phải cho nó xuống dưới cùng nha các bạn nhé. Chọn hai đối tượng này, Ctrl Alt C. Rồi đến đây nhé, nếu như bạn mà muốn chỉnh sửa cái phông chữ hoặc là đổi màu của nó thì các bạn hãy chọn vào nó đi. Đây, đây là màu đỏ đúng không các bạn? Mình sẽ chọn đến màu này cũng là màu đỏ luôn. Kích nút vào, sau đó là các bạn đổi màu thôi. Rồi, đến đây thì nếu như các bạn muốn tạo được cái hiệu ứng 3D ấy, thì các bạn hãy chọn cho mình tất cả đi. Ctrl Shift O Object này, Flatten này, OK này. Chúng ta sẽ không để cho cái text của chúng ta vẫn nguyên dạng text mà các bạn phải chuyển về dưới dạng là vector các bạn nhé. Sau đó là vào cái lệnh Pathfinder giúp mình và chọn cho mình cái lệnh là Unit. Mình sẽ match toàn bộ chúng thành một cái mảng không thể tách rời. Và các bạn hãy sổ cái phần cái mũi tên mà có bốn cái dòng gạch ngang á, Make Compound Sharp Expand, có nghĩa là nó sẽ gộp toàn bộ thành một, nó giống như là chỉ là một cái đối tượng, một cái object, một cái sharp thôi. Chúng ta không, nếu mà chúng ta thay đổi một cái thì toàn bộ nó sẽ thay đổi theo. Sau đó là các bạn hãy chọn cho mình một cái màu đi, chọn cho mình cái màu là màu vàng tươi. Ấn cho mình cái phím mà Ctrl C và Ctrl F, có nghĩa là mình sẽ copy và paste tại chỗ. Các bạn ấn Alt và Shift, các bạn cho nhỏ xuống. Phía bên trong thì các bạn sẽ chọn cho mình cái màu
đỏ mận này. Sau đó các bạn hãy cho nó xuống dưới cùng giúp mình. Send to back, Ctrl Shift hoặc vô bên trái, các bạn hãy nhớ cái tổ hợp phím đó nhé. Sau đó các bạn chọn cả hai cái đối tượng này vào cho mình cái lệnh là blend này. Chọn cho mình cái perspective step và để cho mình cái thông số là 300. Có nghĩa là ở giữa hai cái màu vàng và màu đỏ thì nó sẽ có 300 cái đối tượng, nó chuyển từ cái kích thước chuyển dần, cái kích thước nhỏ dần rồi đến lớn dần, và lớn nhất là cái đối tượng ở phía bên ngoài màu vàng các bạn nhé. Ấn OK. Sau đó là muốn thực hiện được cái lệnh này thì các bạn hãy ấn cho mình cái tổ hợp phím là Ctrl Alt B, và đây chính là cái kết quả của chúng ta nhé. Nếu như giả sử bạn muốn đổi cái màu của nó thì cũng rất là dễ thôi. Chúng ta chọn vào cái đối tượng ở trên bằng cái công cụ là Direct Selection. Các bạn có thể chọn một cái màu bất kỳ, có thể là một cái màu đen cũng được, cái màu dạng gradient cũng đều OK hết nha các bạn nhé. Muốn phóng to cái kích thước ở phía bên trong thì mình sẽ chọn cái đối tượng ở bên trong cùng nhé, zoom to lên đó, các bạn Ctrl T cho to ra. Cái khoảng cách từ cái vòng tròn nhỏ đến vòng tròn lớn nó sẽ ngắn hơn, thành ra là nhìn các bạn sẽ cảm thấy là nó được nhiều cái chỗ trống hơn. Đến đây thì các bạn hoàn toàn có thể can thiệp được tất cả mọi thứ liên quan đến vector nhé. Thậm chí là các bạn có thể chọn được ở cái text ở bên trong đây này, các bạn để cho mình cái opacity là 0% đó cũng được luôn. Thì khi mà các bạn đặt ở trên nền á thì cái chữ của chúng ta nó sẽ ăn nhập với nền. Bây giờ mình sẽ thử trên một cái đối tượng khác nha, mình sẽ để nó sang bên cạnh. Mình sẽ sử dụng cái công cụ là Paint Brush, phím tắt là B. Ở trong Photoshop và Illustrator các cái phím tắt nó gần như tương đồng nhau. Cái nội dung của mình thì nó cũng chỉ có như vậy thôi, chỉ có một số những cái bước cơ bản, nhưng mà nó cũng giúp cho chúng ta có những cái cách để chúng ta có thể gây ấn tượng với khách hàng thông qua cái cách làm chữ. Và mình tin chắc rằng là cái nội dung này tuy nó ngắn nhưng mà sẽ giúp cho các bạn có thêm rất là nhiều ý tưởng để các bạn có thể là làm cho cái thiết kế của mình nó đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Rồi, và nếu như bạn nào mà yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Tạm biệt.